Nhận định, dự đoán bóng đá Quảng Nam với Sài Gòn FC 17 giờ ngày 12 tháng 7. Quảng Nam tiếp đón Sài Gòn FC thuộc vòng 15 V-League 2019. Cập nhật thông tin trước trận, đội hình ra sân, link trực tiếp dưới phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá. Quảng Nam vừa ra mắt chân sút tốt nhất lịch sử V-League, đó là Hoàng Vũ Samson. Ngoài chân sút gốc Nigeria, Nguyễn Như Tuấn, Nguyễn Hồng Sơn, Lucas Rocha, Rodrigo Dias cũng lần lượt cập bến tam kỳ với nhiệm vụ rõ ràng, đưa nhà cựu vô địch vượt qua khó khăn ở đấu trường số 1 Việt Nam. Ở vòng 14 diễn ra hôm chủ nhật vừa qua, dù Samson chưa góp mặt, nhưng Như Tuấn, Hồng Sơn, Rocha và Rodrigo đã cùng nhau giúp Quảng Nam đả bại Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku. Dù chưa thoát khỏi vị trí áp chót, nhưng xét về mặt điểm số, thầy trò Vũ Hồng Việt chỉ ít hơn vị trí thứ 7 do Sài Gòn FC nắm giữ 5 điểm. Chiều hôm qua sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Samson sẽ có trận ra mắt người hâm mộ Quảng Nam. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ Hà Nội FC sẽ giúp hàng công đội chủ sân Tam Kỳ trở nên bùng nổ hơn. Ở hoàn cảnh đó, nhiệm vụ có điểm tại Tam Kỳ của Sài Gòn FC khó có thể hoàn thành. Dù đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, nhưng Sài Gòn FC đặc biệt yếu vía trên sân khách. Trải qua 6 chuyến hành quân từ đầu giải, thầy trò Nguyễn Thành Công thu về vỏn vẹn 3 trên 18 điểm tối đa. Riêng 4 trận gần nhất họ toàn thua, bị xé lưới trung bình 2 lần trên trận. Nếu tính cả loạt trận giao hữu trước mùa, Sài Gòn FC nếm trái đắng 7 trên 8 trận xa nhà mới nhất. Nhưng tương quan giữa một đội đang ở giữa bảng xếp hạng với một đội cuối bảng, phần nào có thể bù đắp vào khoảng tệ hại đó của đội khách, khả năng Sài Gòn sẽ có một điểm ra về. Điều mà 5 trên 10 lần đối đầu với Quảng Nam đã diễn ra.